Xin chào mọi người. Mọi người đã ăn tối chưa? Có ai như Thắng không? Tôi vừa ăn tối xong đấy. Ăn tối xong rồi bây giờ thế này. Úi dồi, 10 giờ kém rồi đây này. Ai, quý vị ạ, à, công việc mà đi làm thì rất là vất vả. Đấy, và thời tiết thì nó lại thay đổi liên tục. Sáng thì nắng, chiều tối thì lại mưa. Đấy, cứ nắng mưa thất thường mà mình thì lại làm việc trong cái môi trường, tức là lúc nào cũng phải quay thì phải ra đường, đứng ở ngoài trời. Ngoài cái công việc ra thì mình thấy rằng là cái dạo này cơ thể của mình nó thay đổi, khó ngủ. Thế mình cứ nghĩ là ô, hay là tuổi già nó khó ngủ, năm trăn trọc. Trước đây thì Quang Thắng cũng từng bị mất ngủ. Có đi khám bác sĩ thì được biết nguyên nhân là do môi trường làm việc nhiều dẫn tới căng thẳng, mệt mỏi, ăn uống không đúng giờ giấc, rồi thời tiết thay đổi. Người xưa đã có câu ăn được ngủ được là tiên, mà ăn được mà không ngủ được thực sự là ảnh hưởng tới tinh thần rất là nhiều. Nào là hay cáu gắt này, hay cáu bẳn này, hay quên này, cơ thể thì mệt mỏi, không muốn làm cái gì cả. Bác sĩ cũng kê đơn thuốc cho tôi sử dụng rồi, nhưng mà công việc thì là tinh thần được thoải mái hơn. Nhưng dùng một thời gian thì thấy ngủ được một chút, nhưng hết thuốc thì lại bị cái chứng là mất ngủ. Cũng tâm sự với bạn bè nhiều, giới thiệu nhiều các sản phẩm mà dùng không thấy hiệu quả. Thế và một hôm tình cờ thì tôi đi quay phim, có một bạn diễn mách tôi. Bạn bảo là bố mẹ bạn ấy đang dùng một cái sản phẩm của Trung tâm Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất ra cái sản phẩm này mang tên là Định Tâm An Giấc. Đây, giới thiệu với tất cả quý vị. Đây là sản phẩm Định Tâm An Giấc của Trung tâm Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất. Tôi đã mua, tôi dùng thử và tôi thấy ở đây thành phần của nó toàn là thảo dược thôi, cho nên là không ảnh hưởng đến cơ thể của con người. Quý vị thấy đấy, cái Định Tâm An Giấc này là do Trung tâm Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất. Trung tâm Học viện Quân y đã nghiên cứu cái bộ kit test COVID-19 quốc tế đặt mình mua rất là nhiều. Định Tâm An Giấc của nó gồm có tất cả các loại thảo dược. Tôi đọc cho quý vị nghe nhé. Ví dụ như là cao bình vôi, hắc táo nhân, phục thần, đương quy. Mà theo tôi được biết ấy, từ ngày xưa tất cả các cụ đã sử dụng chống mất ngủ. Đấy, như vậy là cực kỳ an toàn. Thứ hai là sản phẩm này được sản xuất với máy móc vô cùng hiện đại. Là thứ ba nữa là tôi được rất nhiều người sử dụng rồi, người ta lại giới thiệu cho mình, mách bảo cho mình. Thế là tôi rất yên tâm. Quý vị muốn mua sản phẩm này thì cũng cực kỳ đơn giản. Quý vị hãy gọi đến số điện thoại 024-7300-1979. Quý vị sẽ có đội ngũ tư vấn rất là cao tay. Đấy, và tư vấn cho quý vị. Cái liệu trình của nó là 6 hộp mà, thì tôi uống hết 4 hộp rồi, còn 2 hộp nữa. Dùng cái Định Tâm An Giấc này uy tín đấy, rất uy tín. Đấy, quý vị thấy đấy, sử dụng thì dễ dàng. Tất cả cái sản phẩm này thì đều sản xuất từ thảo dược. Sử dụng xong thì tôi thấy ngủ ngon giấc hơn, thấy tâm hồn sảng khoái hơn. Đấy, và không cáu bẳn. Mà quan trọng là gọi điện đến để mua cái này dễ lắm. Quý vị chỉ cần nhớ số điện thoại là 024-7300-1979. Mà quý vị nhớ gọi điện đến đó, đọc "Tôi là bạn của Táo Kinh tế Quang Thắng đây", đảm bảo được giảm giá luôn. Quý vị hãy mua từ 4 hộp đến 6 hộp thì sẽ được giá tốt nhé. Tâm sự với quý vị một chút như thế mà bây giờ Quang Thắng buồn ngủ phết rồi đấy. 30 phút nữa là Quang Thắng phải chập mắt rồi. Cho nên là bây giờ đến giờ dùng sản phẩm rồi. Quang Thắng sẽ dùng cái sản phẩm này để cho quý vị xem là nó yên tâm đến mức nào và tốt đến mức nào nhé. Quý vị dùng sản phẩm này nhớ là dùng trước khi chập mắt 30 phút.
trước khi ngủ 30 phút. Và theo liệu trình, ví dụ như là bệnh nặng như Quang Thắng thì phải dùng 3 viên. Đấy. Còn quý vị nào nhẹ hơn thì chỉ dùng 2 viên mà thôi. À, dùng cái định tâm an giấc này thật là đúng giờ nhé. Quý vị nếu mà dùng đúng giờ thì sẽ có những giấc mơ rất là đẹp. Còn bây giờ thì Quang Thắng cũng lên tìm những giấc mơ đẹp đây. Chào quý vị, chúc quý vị ngủ ngon. Bye bye.